Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn claim 100 triệu token có cái hiệu là Vanguard DOT các bạn. Con này claim hoàn toàn free các bạn. Các bạn chỉ tốn phí mạng khoảng 0.3 đô BNB các bạn. Thì để claim được thì các bạn copy phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ dưới chocolate của mình ra nè các bạn. Thì các bạn bấm vào mục DOT nè. Hiện tại giá BNB đã vượt qua 600 đô cho một token các bạn. Giá khá là cao. Trong tương lai giá BNB sẽ bay xa nữa nha các bạn. Ôi, để mình copy lộn rồi các bạn. Rồi, các bạn chỉ bấm gỡ nha các bạn. Rồi, dòng trên đây thì các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Các bạn mà chọn mạng ETH là tiêu là claim không có được nha các bạn. Rồi con này nó trong chương trình bán hàng free sale nè các bạn, một BNB bằng khoảng 1 tỷ nè. Buy minimum là buy là từ các bạn có thể thâu là từ 0.01 BNB đến 1 BNB nha các bạn. Thì con này sẽ list với sàn Bankake Swap nha các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn claim free thì các bạn bấm vào mục claim Vanguard DOT mục chỗ này nè các bạn, mục thứ ba nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục claim. Sau khi các bạn bấm nhập claim xong thì các bạn phải khởi phí mạng là 0.00045 BNB nha bạn. Giá cơ khoảng là 0.27 đô BNB nha bạn. S nha bạn. 0.2 đô ạ. Thì các bạn chỉ bấm vào một chấp thuận là xong nha bạn. Sau khi các bạn bấm vào một chấp thuận xong thì các bạn trở về một cái địa chỉ với chocolate của mình ra nè các bạn. Để mình coi nó về chưa các bạn. Ok, chưa về thì mình sẽ kiểm tra con chắc, copy con chắc nữa mình tìm kiếm các bạn. Rồi. Mình qua trang BC thì cần kiểm tra các bạn. Thì mình đã về nè các bạn. Thì các bạn chỉ copy con chắc cái phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn copy con chắc nữa nè. Khoan các bạn, chờ mình copy. Sau khi mình copy con chắc xong thì mình trở về cái địa chỉ dưới chocolate mình nè các bạn. Các bạn bấm vào mục DOT nè. Sorry anh em. Thì mình bấm vào mục tìm kiếm tất cả anh em. Rồi các bạn bấm mở ra nha các bạn. Các bạn kiểm tra mình đã nhận được bao nhiêu token ta. À mình đã nhận được này là 100 ngàn. Cái này 1 tỷ 100 thêm thì sao mình không biết đâu bạn. Thì mình qua mình kiểm tra bên list sàn bên kia swap cho chơi với các bạn. Nếu cho chơi là khá là ngon ạ. À. Tất cả các bạn chờ mình chút xíu các bạn để mình bắt con chắc, add con chắc của nó vào ADD Vanguard DOT nè. Bấm reset sun. Bấm van DOT mát thì được bao nhiêu BNB nha bạn. À 0.00006 BNB nha bạn. Thì các bạn chỉ việc claim đi, sau này con này tăng giá thì các bạn xả ra nha bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim tóc cần van đến đây cũng kết thúc nha bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Kèo ngon các bạn ơi.